Thật sự còn nhiều thứ mình không nắm bắt hết. Đây là chuyện của ông nội đó. Quà cho cháu của nội nè. Con cảm ơn nội. Ừ. Quà của nội hả? Con chắc đầy hết tủ luôn rồi. Ừ. Cả ngày nay con nhốt mình ở trong phòng, bật nhạc âm ỉ. Con đang làm gì cả? Dạ. Cháu gái của ông nội xiên quá. Phải xiên chứ nội. Con ngồi ở vị trí giám đốc, con phải bắt mình hoạt động gấp mấy lần người khác, để người ta khỏi xì xầm con là con ông cháu cha nữa. Ừ. Suy nghĩ đó rất tốt. Ta biết cháu ta có thực tài mà, nhưng phong cách làm việc của giới trẻ ngổ ghê à, cô lập và ồn ào. Mẹ nói á, bữa nay nội mới về, còn yên tĩnh nghỉ ngơi, con nghe lời nên mới trốn trong này nè. À, nội đi mấy tháng, con với ba vẫn hụt hạt sao? Con mà thèm, tại thái độ của ba với mẹ làm con không ưng. Nếu mà ba không thương mẹ thì từ đầu đừng có cưới. Con ngốc quá. Ba con không cưới mẹ, làm sao có đứa ngồi đây trách bóc. Còn chuyện ba con thương vợ ra làm sao? Ờ, thì những người quen biết, ai cũng có thể kể cho con nghe hết. Chuyện đó là quá khứ thôi, nói làm gì? Tại sao hồi xưa thì nâng niu chiều chuộng, bây giờ lại lạnh nhạt như nước ốc? Quá khứ chỉ là theo giờ thôi nội ơi. Chuyện tình cảm của vợ chồng, người thứ ba không thể biết được đâu. Con còn trẻ, chưa thể hiểu hết được. Lại câu đó, hồi sáng á, mẹ cũng nói con là con nít. Nội. Ừ. Con hỏi nội cái này nha. Ừ. Tại sao nội thích đi du lịch vậy? Con nhỏ này hỏi lạ. Đi chơi ai mà không thích. Thế lạ con mới hỏi. Mỗi lần đi tới đâu á, nội cũng mua quà lưu niệm về cho con. Từ mấy năm nay hả, con có quà đủ khắp các vùng miền luôn. Từ Nam tới Bắc luôn nội. Ừ. Nếu mà thích đi du lịch đó, thích đi đây đó, có điều kiện dư giả, sao nội không đi nước ngoài mà cứ vòng vòng ở trong nước vậy? Nội lớn tuổi rồi, sức khỏe kém, vả lại tránh đi xa con à. Vậy càng lạ hơn. Nội nói đi du lịch giam ba bữa, nửa tháng, vậy là mệt. Sao mà mỗi lần nội đi á, nhanh nhất á, con thấy cũng là cả tháng, nhiều thì cả 2-3 tháng luôn. Như con nè, ở nhà con gặp ba thấy ngột ngạt, nên con chỉ muốn ra đường thôi à. Nhưng nói thiệt, nếu mà con đi xa chừng 1 ngày thôi là con cũng nhớ mẹ con lắm. Đang nói chuyện hai cha con, tự nhiên đổi lại tra hỏi nội là sao? Nội. Ừ? Con hỏi thẳng, lúc sáng mẹ buộc miệng nhắc chuyện nội đi gặp ai đó, ba trừng mắt là mẹ im luôn. Rốt cuộc nội phải gặp ai? Có phải suốt ngày nội đi tìm người đó không? Con tò mò quá. Chuyện này con không nên hỏi, sau này á rồi con sẽ biết. Thôi thôi, nội thấy buồn ngủ rồi, nội về phòng đây. Nội, nội xa nhà lâu quá, nội không còn nhớ tính cháu gái của mình nữa hả? Cháu nội á vốn tò mò, nhưng mà chuyện của gia đình á, con thì không muốn nhờ người khác tìm hiểu đâu. Dạng như là thám tử tư chẳng hạn. Nè, con càng lớn, càng to gan nha. Dám uy hiếp ông nội à? Đáng đánh đòn lắm đó. Xem như nội thua con. Làm ông mà kể câu chuyện này cho đứa cháu gái, nội xấu hổ lắm. Nghe mà vẫn không dám tin nội có con trai. Trời, mình đã có một người chú trẻ tuổi, chuyện như đùa. Còn là người 20 năm qua mà nội và ba tìm kiếm. Lẽ nào ông ấy giận mẹ chỉ vì mấy lời không đầu đuôi của mẹ? Mẹ làm ổng mất đứa em, có lý lắm không? Phân tích ra thì chẳng hợp lý chút nào.
Nếu ông nội bị mất con, mất vợ, như vậy sẽ giận mẹ rất nhiều, chứ không thể ôn tồn như vậy. Vậy mà nội vẫn tử tế với mẹ, mình vẫn thấy có gì đó không ổn, không thỏa đáng trong câu chuyện của nội. Nhưng mà không thỏa đáng ở điểm nào ta? Giám đốc ơi, tôi vào phòng giám đốc ơi. Giám đốc cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi làm việc của tôi không có làm phiền giám đốc đâu. Nè, mấy lần trước tôi nhân nhượng cho anh, cho nên anh không coi tôi ra gì phải không? Văn phòng tôi đâu phải là cái chợ để tên tạp vụ như anh ra vô tùy tiện như vậy. Ra ngoài mau. Không đâu giám đốc ơi. Tôi biết sao không, giờ này tôi thấy trễ quá rồi. Mà tôi không thể nào qua đêm giống như giám đốc được. Bởi vậy tôi tranh thủ làm cho thật là nhanh, thiệt là sạch, xong rồi tôi đi về. Tôi hứa là tôi không có làm ồn đâu. Ai nói cho anh biết là tôi sẽ ở lại qua đêm vậy? Dạ chị lao công. Chị ta không có nói là anh có thể về sao? Dạ có chứ. Nhưng mà tôi sực nhớ là giám đốc nói là giám đốc muốn vào một buổi sáng, là để cho phòng ốc gọn ghẽ, sạch sẽ, để làm việc cho thoải mái. Vì vậy á, dù tôi là một tên lao công thấp hèn, nhưng tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều khi tôi không rõ anh ngô nghê thẳng ruột hay là anh khéo ăn khéo nói nữa. Muốn làm muốn quét gì thì làm cho lẹ đi. Anh làm ơn tàn hình trong mắt của tôi, đừng có làm tôi nổi quạo đó. Dạ. Nè, dọn xong rồi, sao biến đi? Ở đây vướng tay vướng chân tôi quá à. Nhưng mà giám đốc... Đi ra ngoài. Dạ. Giám đốc, tôi về giám đốc ơi. Đúng rồi. Mà giám đốc có đói không vậy? Không đói. Thiệt không? Chứ tôi thấy từ sáng giờ giám đốc ở miết trong phòng có ăn uống gì đâu. Tôi nè, ngày nào tôi cũng ăn đủ cử mà tôi cũng cảm thấy đói chứ bộ. Giám đốc mà không ăn, mai mốt giám đốc bị bệnh đau bao tử cho mà coi. Được, chúng ta đi ăn. Bữa nay á, coi như anh hên đó, tôi đãi anh ăn. Ủa mà tôi với giám đốc đi hả? Ừ. Không được đâu, tôi giờ có hẹn rồi. Dẹp cái hẹn của anh đi. Đi. Giám đốc ơi, nhưng mà tôi... Giám đốc. Anh ngồi đàng hoàng coi. Bộ bước chân xuống đường lắm hả? Đau quá. Chị chưa nhắc vô. Anh mà té xuống đường không có chịu trách nhiệm đâu. Trước giờ tôi chưa chở ai trên con xe cưng này đâu. Số anh hên lắm đó. Trời, cái gì mà tùm lum có số không vậy? 4-5 số luôn. Chắc là mắc lắm hả? Ăn gì gọi đi, tôi đãi mà. Ôi mắc quá, tôi không dám kêu đâu. Thôi cô kêu đi. Ồ, bấm gì vậy? Bấm chuông gọi nhân viên. Wow, sao mà hiện đại vậy? Dạ xin chào quý khách. Xin mời quý khách tổng món hả? 2 set A, đổi gan trắng, bò 3 phần tái. Anh ăn bò chín hay tái? Trời, tất nhiên là ăn chín rồi. Tái là sống hả? Đâu phải quỷ đâu mà ăn sống trời. Ăn chín. Một phần tái thôi, làm phiền. Dạ.
Phải chi giờ này được ngồi ở quán cháo lòng với Lon và anh Thiện, không có về được, thế nào cũng giận mình cho con. Thôi, không chờ nữa. Cô ơi, cho hai tô cháo đặc biệt. Hai tô đặc biệt luôn ha. Cho hai tô cháo đi. Có khi nào không đang gặp chuyện gì không anh? Hôm qua em nằm mơ. Vô duyên bậy bạ. Thằng Đăng á, khỏe như trâu vậy. Ai dám bắt cóc nó. Mấy bữa anh đi làm ngoài cảng, cũng về trễ, sao không thấy em lo đi? Bất công quá vậy. Tại Đăng khác, anh khác, đâu có giống nhau đâu. Đăng tính thật thà, ngay thẳng, lại còn khờ khờ nữa. Em sợ Đăng bị người ta gạt hay dụ dỗ gì đó. Em nghe mấy chị trong xưởng may bàn tán mấy chuyện rợn tóc gáy lắm. Trời ơi, mấy bà tám trong xưởng may đó hả? Mấy người mấy bà nói á là mấy người phụ nữ ở dưới quê lên, nhẹ dạ nên bị dụ. Còn đàn ông đàn như anh nè, ai mà dám dụ? Anh đảm bảo á, thằng Đăng không có sao đâu, em đừng lo. Thôi ăn cháo đi. Nếu tôi không nhầm, đây là nhà hàng cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao. Tôi tưởng mọi yêu cầu của khách hàng đều là mệnh lệnh của Thượng Đế chứ hả? Dạ xin lỗi, em thành thật xin lỗi. Em sẽ đổi lại món khác cho chị ạ. Ê, thôi, không cần đâu. Chắc tôi ăn được mà, mắt công cô lắm. Hải Đăng, để họ đuổi, sai phải sửa. Món ăn phải dọn cùng lúc cho hai người. Đợi cô đem ra đổi, chẳng lẽ bạn tôi phải nhìn tôi ăn sao? Hay là tôi phải ngồi chờ cho đến khi thức ăn của tôi nguội ngắt? Dạ, xin quý khách thông cảm. Chúng tôi sẽ đổi lại phần mới trong thời gian nhanh nhất ạ. Tất nhiên là phải vậy. Nhưng mà đợi ăn xong đi, tôi sẽ khiếu nại cô với anh quản lý. Cô ra ngoài đi. Trời ơi, sao người ta nhầm lẫn có tí xíu mà cô la mắng người ta dữ vậy? Tôi thấy là cái bụng của tôi nó hiền lắm, ăn gì cũng được hết, không sao đâu. Mặc kệ cái bụng ăn tạp của anh, nguyên tắc là nguyên tắc. Chúng ta đến đây không chỉ để mua đồ ăn, mà còn mua sự phục vụ chuyên nghiệp. Sai sót dù là nhỏ nhất cũng không được chấp nhận. Ui, sao mà phức tạp quá à. Mà tôi thấy vậy nè, tự nhiên cái rồi cô đòi mét quản lý, lỡ cô kia bị la rồi sao, rồi bị trừ lương nữa đó. Đáng tội, trừ lương cho cô ta nhớ, sau này không dám lơ là nữa. Sao mà hôm nay tôi thấy hình như là cô bực bội trong lòng đúng không? Thấy khó chịu hơn mọi khi nhiều lắm á. Hỏi dư hơi, anh làm ở công ty tôi cũng một tháng mấy rồi, bộ không nghe nhân viên nói về tôi hả? Tôi lúc nào cũng xấu tính, ngang ngược, bộ có ngày nắng ngày mưa sao? Không đâu, theo tôi thấy là cô không có xấu tính, không có ngang ngược đâu. Chỉ là cô hơi nóng tí xíu thôi. Nhưng mà bù lại là cô cũng tốt bụng lắm, dễ thương lắm. Chứ nếu như mà không phải vậy á, thì lần trước cô đã không tới cái bệnh viện để mà... Đủ rồi nha. Đừng có nhắc chuyện cũ với tôi nữa. Mà tôi cũng thật sự tò mò với anh đó. Rốt cuộc anh ngây thơ thiệt hay là anh lì lợm? Tôi mắng mỏ nạt nộ cỡ nào anh cũng nhăn răng cười được là sao? Tôi đầu hàng anh luôn rồi đó. Mọi người trong công ty hễ nghe tôi la mắng lập tức xin lỗi tôi rối rít, rồi lặng lẽ chạy mất tiêu. Chỉ có anh á là lúc nào cũng trơ ra tuê tuét cười, còn ráng đợi cơn giận của tôi nguội nữa chứ. Thì đúng rồi, chứ mọi lần mà cô quạo cái cô la mắng tùm lum tùm la, người ta ai cũng sợ chạy đi hết, rồi ai ở lại nói chuyện bình thường với cô, đúng không? Giống như bây giờ vậy nè. Giám đốc đang buồn phiền về chuyện gì, có thể nói cho tôi nghe được không? Anh đúng là rất có kiên nhẫn đó. Chuyện của công ty anh nghe hiểu không mà hỏi, hay là nghe tay này lọt qua tay kia? Đúng là tôi ăn học rất là ít, chắc tôi cũng không hiểu nhiều đâu. Nhưng mà tôi biết cái triết lý rồi nha. Giống như là mình á, ở trong lòng mình mà có bực bội cái gì quá thì thà là để cho nó tràn ra ngoài đi còn đỡ hơn là để trong lòng, đúng không? Thích nghe thì tôi chịu. Tôi đang không tìm được người mẫu thích hợp để quảng cáo cho nhãn hàng thời trang thể thao của công ty.
Anh hiểu không? Giám đốc nói nghe nè. Hình như tôi biết á, cái người mẫu á, có nghĩa là cái người mà mặc đồ đẹp, xong rồi mình chụp hình, rồi mình dán tùm lum tùm lá ngoài đường đúng không? Ừ. Nếu đúng mà như vậy thì cái đó căng mà khó lắm á. Sao tôi thấy là ở trong phòng của cô có quá trời hình người mẫu luôn á. Người nào cũng đẹp trai hết, cao ráo sáng sủa, sao không chọn đại đi. Vậy lúc anh lướt nhìn qua, anh có đặc biệt nhớ người nào không? Thua, cái đó là thua rồi. Vấn đề là ở đó đó. Những gương mặt ấn tượng đa số đều có danh tiếng, chi phí hợp đồng độc quyền của họ rất là cao. Hưng Thịnh có rất nhiều dòng nhãn hàng, mỗi nhãn hiệu trước đây đều tiêu tốn quá nhiều vào người mẫu. Nghe thôi là tôi đã thấy lãng phí rồi. Ê, hình như là cái này tôi hiểu tí xíu à nha. Nó cũng giống như là cái chuyện đi chợ của má tôi vậy đó. Ở dưới quê á, mà mỗi lần má tôi đi chợ á, thì thường là đi buổi trưa trưa xế xế. Cô biết để làm chi không? Thì đi buổi đó mình sẽ mua được đồ rất là rẻ. Mà theo như tôi thấy á, mấy cái đồ đó ăn vẫn ngon, ăn vẫn no cái bụng, mặc dù không có tươi sống thôi. Cùng đạo lý, đồ ăn với người mẫu, anh so sánh đúng là rất hình tượng đó. Mà ấn tượng là có nghĩa là mình mới gặp một lần thôi là mình nhớ liền, có đúng không? Đúng. Rồi sao? Vậy thì đúng rồi. Như vậy cô đi, cô mặc đồ, cô làm quảng cáo, cô làm người mẫu luôn đi. Tôi thấy là cô rất là ấn tượng với tôi á. Tại vì lần đầu tiên cô chạy mô tô, cô xém đụng trúng tôi là tôi nhớ tới giờ luôn. Đúng rồi, cô làm người mẫu đi, bá chế bù chét luôn. Lúc nào? Sao tôi không nhớ? Người mà bị tôi xém đụng thì nhiều lắm. Ấn tượng kiểu như anh nói thì anh mới đúng là ấn tượng có 102 đó. Sớm sát, mắt nhắm mắt mở, chạy vô phòng người ta. Để vậy còn kêu tôi là chú nữa. Dám tưởng tôi là đàn ông hả? Đứng lên. Chi vậy? Đứng lên. Xoay một vòng. À, thì ra có một sự lựa chọn. Sao tôi không phát hiện ra sớm chứ? Đúng rồi, Hải Đăng, từ đầu tôi thuê anh, quả là rất có ích đó. Ừ, tất nhiên. Ngồi xuống. Ê, Lon, đợi Đăng đi chung với. Đăng với Lon chung xe buýt với nhau mà. Đêm qua bắt người ta đợi còn chưa đủ nữa hả? Lon. Thôi, khỏi đuổi theo, ngồi xuống đây. Con Lon nó mà giận á thì 2-3 ngày sau nó mới hết giận. Hôm qua mày để cho tao với nó ngồi chờ mỏi cổ như con cò vậy á. Trời ơi, tao còn nổi sùng, huống chi là nó. Nhưng mà em đâu muốn về trễ đâu. Ê, bộ hôm qua mày đi ăn nhà hàng cao cấp thiệt hả? Hay mày nổ vậy? Nổ đâu, em nói thiệt. Cao cấp lắm, sang trọng lắm, lộng lẫy lắm. Em mà biết lo với anh lo lắng như vậy, thà em để cho cô giám đốc chửi em cũng chịu. Trời ơi, mày khờ quá. Dân quê như mình á, biết bao giờ mới được ăn nhà hàng cao cấp vậy? Nhưng mà sao mày thiệt lòng quá, tự nhiên mày khai tóc tòng tọc ra làm chi vậy? Nó giận mày là đúng rồi. Sao mày không chịu nói á, là tại công ty tăng ca nên kẹt quá về trễ. Em không có thích nói dốc. Em nghĩ á là nếu như mình mà thành thật thì mình sẽ được người ta thông cảm. Ai dè ngược lại. Nè, chỉ có những người khờ như mày á mới nghĩ như vậy. À mà nè, tao thấy hình như á, cái con nhỏ, à không, cái con mẹ giám đốc gì đó, đối xử với mày rất đặc biệt. Không khéo người ta đem mày ra làm trò đùa nha. Anh à, mà đặc biệt là sao? Mà tại sao người ta mang em ra làm trò đùa? Mày tự động não mà suy nghĩ đi. Tao mệt mày quá. Thôi,
Tao tới giờ đi làm rồi. Mày là người thông minh á, tao không cần giải thích đâu. Thôi tao đi à. Suy nghĩ đi. Đem mình ra làm trò đùa làm sao ta? À, tới giờ mình đi làm đúng rồi. Ba nghĩ như vậy, có lẽ lần sau ba không cần coi báo cáo đâu. Con điều hành kinh doanh như vậy là tốt rồi. Ba thấy mình đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Cũng phải kể công của cô cháu gái giỏi giang của nội nữa chứ. Hưng thịnh sớm muộn phải giao lại cho hai cha con tiếp quản đó. Giỏi giang hơn. Giỏi chứ. Hải Dân tốt nghiệp sớm, lại quản lý nhân sự đâu ra đó. Trong 2 năm, đã tuyển rất nhiều nhân tài cho công ty. Trẻ tuổi như nó, không phải đứa nào cũng làm được đâu con. Thôi, đừng có khen con nữa. Con dở hay giỏi, tự con biết được rồi, đâu có cần ai công nhận. Nội, đêm qua, con vừa nghĩ được ý tưởng này nè. Nội xem qua, rồi cho con ý kiến. Ừ. Hai cha con giống hệt nhau. Rõ ràng là muốn hỏi ý kiến của bà đó, nhưng lại cố tình đưa hết cho ông trước mặt của bà. Thiệt tình, bên con trai, bên cháu gái, thương già rõ khổ cho hai đứa này. Chủ tịch chỉ là người điều hành trực tiếp toàn bộ công ty thôi. Còn về chi tiết, ông thấy là ý kiến của bà cháu quan trọng hơn. Chắc lại đòi đuổi người nữa hả? Con đồng ý tạm gác kế hoạch cải tổ nhân sự rồi. Đang lo việc nhỏ trước. Đây là gương mặt đại diện quảng cáo cho dòng hàng thể thao. Đúng như trước đó, con đã hứa hoàn thành sớm. Chàng trai đại diện tên Hải Đăng. Tên cũng lạ hả? Chiều cao đúng chuẩn. Nhưng mà tại sao không có hình ảnh kèm theo? Ủa? Không phải là ký hợp đồng với người mẫu chuyên nghiệp sao hai cha con? Còn một thời gian và kinh phí đào tạo nữa là sao dân? Dạ, con đã lập kế hoạch theo hướng là chúng ta phát hiện gương mặt phù hợp, đào tạo, độc quyền hẳn 5 năm với người này, thay vì với người mẫu, thì ký theo từng quý hoặc từng nhãn hàng như cũ. Như vậy là chúng ta sẽ giảm được những cái chuyện như là nâng giá hoặc là hủy hợp đồng mà công ty chúng ta hay gặp lúc trước. Có phần hợp lý. À, những anh chàng này á là người của trung tâm nào vậy? Dạ, là nhân viên của công ty mình, còn mới tuyển hơn 1 tháng. Đang làm trong bộ phận tạp vụ. Vẫn chơi hả? Cho một tên tạp vụ làm người mẫu đại diện là sao? Có vấn đề gì chứ? Tạp vụ hay người mẫu? Con nghĩ cũng là con người, khoác trang phục của mình lên thôi, không hề khác biệt gì. Nhưng như vậy là giảm chi phí rất nhiều cho công ty của chúng ta. Mày nghe đây, từ trước tới giờ á, mày quậy phá thế nào cũng được, tao không lên tiếng. Nhưng dòng hàng thể thao này á là ảnh hưởng đến doanh số quý sau của công ty, tao không cho phép mày mang ra đùa nghe. Trên thực tế, chỉ một mình ba nghĩ là con quậy phá, đùa giỡn, cố ý không công nhận thực lực của con. Ba lúc nào cũng ủng hộ những cái cách làm nghèo nàn, cũ mềm lạc hậu. Dớ dẫn. Nếu cách làm đó không phải tiêu chuẩn, đúc kết từ quá trình lâu dài, thì đã không có nhiều người theo. Tâm lý mua sắm theo người nổi tiếng là tâm lý xưa nay. Bộ đồ mặc trên mình một tên tập vụ á, thì ai mà thèm mua chứ. À, vậy chắc chúng ta phải đặt một cái biển đề to đùng: người mẫu này là tạp vụ. Ngay trên áp phích quá à. Con thấy mắc cười thiệt. Biển là mình đặt lên áp phích banner ở ngoài đường hay là cái cửa hàng, gương mặt dốc dáng của người ta thu hút thôi chứ. Dòng hàng này của chúng ta không phải là mở rộng phân khúc trung lưu sao? Chủ tịch, ý kiến của nội thì sao ạ? Thành thật thì nội thấy hai cha con đều có lý. Nội ba phải quá. Nè con à, ui, thái tính con bé ồn ào, nóng nảy thẳng ruột ngựa,
chứ nó không có cố tình đâu. Hay là vậy đi, con đặt thử thách cho Hải Dân đi. Còn Hải Dân, nếu người tập vụ gì đó vượt qua được ý kiến của hội đồng thì chúng ta sẽ làm theo ý kiến của con. Thôi được rồi, để lời nội trên mặt ti khao thử nội bộ sắp tới. Nếu ngoại hình và phong thái của tên lao công đó thuyết phục được ba và những người dự tiệc thì ba sẽ cân nhắc. Dạ, quyết định vậy nha. Khoan đã, song song với cái ý tưởng ngớ ngẩn đó, hãy làm tốt nhiệm vụ chính đã. Quý tới chúng ta sẽ giảm một vài cửa hàng trong trung tâm thương mại Starlight, phân công bộ phận nhân sự lên danh sách cắt giảm và luân chuyển các nhân viên. Starlight? Tại sao? Con nghĩ chủ cửa hàng đó đang kinh doanh doanh số rất khá mà ba. Là quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh của công ty. Bộ phận nhân sự chỉ cần làm chứ không được thắc mắc. Ừ. Đứng lại. Đứng yên, không được nhúc nhích. Mà giám đốc nhìn gì dữ vậy giám đốc? Anh bước vài bước tôi coi. Đi theo kiểu nghiêm túc và thoải mái nhất mà anh làm được đó. Gì kỳ vậy ta? Nếu mà là nghiêm túc á thì nó phải là nghiêm túc, còn thoải mái thì nó phải là thoải mái chứ. Cái gì mà vừa đi nghiêm túc mà vừa đi thoải mái làm sao được? Không có thắc mắc, tôi nói như thế nào thì anh làm vậy đi. Đi liền hả giám đốc? Đi. Dạ. Ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng, căng cái vai ra, ưỡn ngực lên. Nhìn thẳng, căng vai, ưỡn ngực. Đi tiếp. Dưới đất cũng có vàng chanh lượm hả? Dạ dạ. Trời đất ơi, tôi đâu có kêu anh đi theo cái kiểu duyệt binh. Anh đi đứng thoải mái bình thường cho tôi, thả lỏng cơ coi. Khó lắm giám đốc ơi, đuối quá à. Trời ơi, tôi mới là đuối với anh đó. Qua đây, ngồi lên ghế tôi coi. Gì? Ngồi lên ghế. Ngồi lên ghế này? Ừ. Ngồi, không được đâu. Ghế của giám đốc tôi ngồi lên cho chết hay sao? Lôi thôi, vừa thôi. Cái ghế cũng chỉ là cái ghế. Tôi kêu anh ngồi thì anh ngồi đi. Ngồi thiệt hả? Ngồi xuống. Giám đốc không la nha. Em quá nha. Từ xưa giờ tôi thấy tôi đâu dám ngồi đâu. Ngồi sao bị chửi. Bữa này thoải mái luôn. Đứng lên. Trời ơi, tôi kêu anh ngồi chứ tôi đâu có kêu anh xoay vòng tròn. Ngồi lại. Ngồi xuống. Phong thái nhẹ nhàng giùm tôi, được không? Dạ. Anh ngồi chụp hình thờ hả? Không phải, tôi ngồi thoải mái nhẹ nhàng. Tôi bó tay với anh rồi, tôi đầu hàng với anh rồi. Nhìn anh bây giờ, tôi thật sự hối hận. Lúc nãy lỡ mạnh miệng cãi lại tổng giám đốc, đúng là tự chuốc khổ vô thân mà. Cái gì? Giám đốc dám cãi lại tổng giám đốc luôn hả? Trời ơi, dữ gì ta? Mà cãi vụ gì vậy, giám đốc? Tôi biết rồi. Hay là tại vì giám đốc nhận một người thiếu trình độ như tôi nên bị la đúng không? Nhiều chuyện, đừng có thắc mắc nữa. Chỉ cần làm theo tôi là được rồi. Dạ, em biết rồi. Tất cả mọi người, 5 phút nữa có mặt ở phòng giám đốc, họp khẩn cấp. Còn ai có ý kiến gì không? Tất cả đã hiểu rõ những gì chúng ta cần làm chưa? Chúng ta còn rất ít thời gian đó. Giám đốc à, tôi thấy có điều không ổn. Việc đào tạo người mẫu hoàn toàn không phù hợp chức năng bộ phận chúng ta. Tôi không trưng cầu ý kiến của mọi người. Tôi cần mọi người tuân thủ tuyệt đối. Nhanh chóng tìm hiểu phương pháp, chương trình đào tạo của các lớp người mẫu. Lấy số liệu nghiên cứu thị hiếu về dòng trang phục thể thao bên marketing
so sánh đối chiếu ngay cho tôi. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, chúng ta phải nhào nặn và ép khuôn anh này đúng theo tiêu chuẩn thị trường yêu cầu. Tôi muốn là khi anh ta mặc những bộ quần áo của chúng ta bán, sẽ không còn thấy anh ta là một nhân viên tạp vụ nữa. Rõ chưa? Vậy còn cái việc cắt giảm và phân bổ nhân viên thì sao? Và công việc chính của bộ phận chúng ta là gì? Cho nên tôi mới gọi tất cả vào đây. Mọi người không biết tự phân công hay sao? Hay là muốn tôi phải điểm mặt từng người để giao nhiệm vụ? Các người thích cái kiểu quản lý gò bó, cổ lỗ đó thì tôi chịu. Dạ không. Dạ không ạ. Xong rồi thì tiến hành đi. Tan họp. Mọi người ra ngoài. Cô thư ký và Hải đang ở lại. Dạ. Một lát nữa, tôi sẽ thảo yêu cầu. Cô tham khảo bên pháp lý, căn cứ hợp đồng lao động, đưa ra chế độ đền bù hợp lý giùm tôi. Dạ. Tại sao phải giảm bớt một số cửa hàng bên trung tâm thương mại của chú Duy? Không lẽ là chỉ giữ quan hệ hợp tác về quyền đại lý trong nước thôi sao? Khó hiểu quá. Giám đốc ơi, tôi làm người mẫu hả? Mà nếu làm người mẫu là phải mặc đồ đẹp lắm á, chụp hình luôn á nha, đúng không? Ừ, trong bữa cơm tối qua, anh đã gợi ý cho tôi về sự ấn tượng. Gương mặt của anh khá bắt mắt, dốc dáng cũng không tệ, nhưng bộ dạng của anh thì thô kệch quá. Nếu là vậy, tôi phải làm sao hả giám đốc? Lùi lại hai bước, xoay một vòng tôi coi. Dạ. Dừng lại. Đầu tiên, tôi phải cải thiện bề ngoài của anh trước đã. Đi theo tôi. Anh cứ làm như vậy cho em dạ nha. Kiểu này hả? Dạ cũng được vậy nha. Ok. Dạ. Tóc này nên uống nè. Hả? Em muốn dạ, cái tầm này nó sẽ gọn vô. Dạ. Ok. Rồi. Cô ơi. Cô. Xong rồi, xong rồi. Cô. Nhìn thử coi. Cô nhìn thử coi có được không? Trời ơi, chết tôi rồi. Có phải như vậy? Trời ơi. Tóc vậy là tốt rồi, là đẹp lắm rồi. Trời ơi, anh hại chết tôi rồi. Không phải như vậy. Vậy là tốt rồi, đẹp rồi. Thì khó xử ghê. Bây giờ anh sửa lại cho tôi đi, khẩn trương lên. Sau đó tôi còn lo quần áo cho ảnh nữa. Chứ như vậy không ra đường được đâu. Cái gì? Hết cái đầu rồi còn quần áo gì nữa trời. Dạ, em chào chị Dân, em giúp được gì không ạ? Chọn giùm tôi mấy bộ quần áo tươm tất cho anh này thử. Dạ, đây là đợt hàng mới của quý này. Rất hợp với người cao ráo giống như anh. Mời anh qua đây. Em lấy thử cho anh 4 mẫu này nha. Tình hình kinh doanh tháng này
tốt không em? Dạ cũng khá tốt chị. Dòng khách vãng lai với lại khách du lịch thì cũng có kém hơn, do ảnh hưởng kinh tế chung à. Nhưng lượng khách quen, khách VIP đều ghé thăm đều đặn à. Nếu đang kinh doanh tốt thì tại sao phải giảm mặt bằng trong trung tâm thương mại? Dạ được không? Anh ăn mặc kiểu gì vậy? Ăn mặc kiểu gì mà xốc xếch, phối màu đụng nhau chan chát vậy? Đây là dòng thời trang cao cấp của Hân Thịnh. Anh mặc sao bây giờ nhìn không khác nào đồ sida hết. Trời ơi, tôi có biết cái gì đâu. Thì cái cô kia đường đóng đồ rồi tôi mặc đại thôi. Nhưng mà mặc mấy cái bộ đồ này chật quá, mặc mệt quá trời mệt luôn. Hồi ở dưới quê tôi làm ruộng, mặc đồ rộng quen rồi. Lên đây mặc mấy cái đồ bó như vậy tôi chịu không nổi đâu. Cô kêu tôi làm tóc xước xước lên, tôi còn chấp nhận được, chứ mặc mấy bộ đồ này chắc chết quá. Anh im đi, sắp làm người mẫu quảng cáo cho công ty rồi mà mở miệng chê sản phẩm của công ty. Giỡn mặt với tôi hả? Ừ, không. Đăng vẫn chưa về nữa hả anh? Chưa. Hồi sáng á, bày đặt giận người ta. Bây giờ hỏi chi? Tao mệt hai đứa bay quá à. Bây giờ nó bận lắm, không có về đúng giờ đâu. Chào anh Thiện, chào Lon, tôi mới về. Trời ơi, ai vậy? Phải mày không Đăng? Hay ai vô lộn phòng tao vậy? Em nè, thằng Đăng đây. Sao? Bộ đồ này hợp với em không? Trời ơi, quần áo, giày dép, mấy cái này ở đâu ra vậy? Em quên nói với anh, là bắt đầu bây giờ em đã chuyển sang một công việc khác. Còn mấy bộ đồ này á là người ta bắt em mặc á. Nhìn Đăng lạ quá à. Ủa Lon sao vậy? Sao tự nhiên Lon buồn quá vậy? Nè, bộ Lon còn giận Đăng cái vụ hồi sáng hả? Nếu mà vậy á, thì giờ Đăng khoanh tay lại, rồi cúi đầu xin lỗi Lon nè. Đó, hết giận chưa? Hả? Không phải, tại vì Loan sợ Đăng giống như mấy chị ở trong xưởng nói vậy đó. Đăng sẽ thay đổi, không còn dễ thương như lúc trước nữa. Rồi, Đăng sẽ sa đà, ăn chơi, hư hỏng. Trời ơi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng có tám chuyện với mấy bà trong xưởng nữa. Nói hoài mà không nghe. Nè, Lon yên tâm đi. Đăng á, là Đăng hứa với Lon. Thời bất cứ hoàn cảnh như thế nào, Đăng vẫn là thằng Đăng. Không bao giờ gọi là thay đổi cái gì hết. Hả? Không tin hả? Nhìn cái mặt là biết không tin rồi. Không tin hả? Bỏ nón luôn nè. Tóc luôn. Cởi đồ mới luôn. Đó, thấy chưa? Mặc đồ cũ luôn nè. Đó, thấy chưa? Mặc đồ này vô thì vẫn giữ được cái chất của thằng Đăng. Quên một cục luôn. Thấy chưa? Tin chưa? Tại vì người ta bắt Đăng mặc mấy cái bộ đồ bó sát, mệt, ngột ngạt, khó chịu muốn chết. Giờ thoải mái rồi nè, thấy chưa? Ê, áo mày không mặc, tao mặc nha. Trời, anh mặc đi. Anh kỳ quá à. Mà Đăng nè, nếu như mà công việc thì Đăng cứ mặc mấy đồ này đi, còn về nhà là phải thay đồ cũ ra cho Loan, biết chưa? Tuân lệnh. Con chào nội, chào vú. Chào con. Con đi đâu sớm vậy? Nội với vú lại bận rộn với đám cây kiển nữa hả? Nội với vú lớn tuổi rồi nên ngủ nhiều chút để giữ sức khỏe đi. Cô chủ à, cô chủ nói ngược rồi đó. Vú với lại ông nội già rồi, cho nên phải ngủ ít thôi. Vậy mà vận động thì mới có sức khỏe được chứ. Xem ra hải dân của nội cũng muốn già rồi. Chủ nhật mới tờ mờ sáng đã thức dậy. Con mới có 20 mấy tuổi, nội đã nói con già. Con mà 40 mấy tuổi chắc còn thành cụ luôn quá. Thôi con đi đây.
Trời ơi, đứa nào mà vô duyên dữ vậy? Ta ngủ à. Hình như tiếng ồn đó phát ra từ giỏ sách của Đăng thì phải. Hả? Giám đốc. Dạ, tôi nghe giám đốc ơi. Nhưng mà sao mới có hừng sáng mà giám đốc gọi tôi làm chi vậy? 6 giờ sáng rồi. Vậy ra công viên chạy bộ với tôi. Cất điện thoại ở đâu mà tôi gọi hoài không bắt máy vậy? Dạ tôi xin lỗi. Tại vì xưa giờ không có xài điện thoại nên không có quen. Lý do là ha, chưa quen xài di động hả? Nói thiệt nha, tôi cũng không có quen phát lưu chút xíu nào hết đó. Bây giờ tôi cho anh 5 phút chạy ra đây liền, nhanh. Hả? 5 phút? 5 phút sao mà kịp? Tôi còn đang... Alo, giám đốc ơi. Alo, giám đốc. 5 phút sao kịp? Cô này cũng quá đáng lắm. Mới có 5 giờ mà đã bắt người ta dậy tập thể dục rồi.